Lời đầu tiên mở đầu video này, cho mình gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn vì đến tận ngày hôm nay mình mới có thể phân tích series Skippy Zombie được. Vì thế video này sẽ là video phân tích tổng hợp lại những diễn biến đáng chú ý nhất đã có trong tập 34 và 35. Nhân vật robot xuất hiện trong tập phim này không phải là lần đầu, trước đây nó đã từng xuất hiện. Vì vậy, mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết tạo hình và những vũ khí của nó khi xuất hiện nhá. Có bao nhiêu bạn phát hiện ra được điều này? Và phần cuối video sẽ là phân tích chi tiết về những cảnh quay bổ sung trong tập season 10. Chính vì vậy, các bạn nhớ theo dõi đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và chào đón tất cả các bạn đã đến với kênh của Boom Game. Hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình để mình có nhiều động lực làm video hay hơn nữa nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên, có lẽ các bạn hầu như đã xem phân tích cho tập 34 và 35 rồi, nên mình chỉ tóm tắt những chi tiết quan trọng nhất mà thôi. Còn nhớ trong tập 33, khi ba nhân vật Z-Man, Siren-Man và TV-Man Zombie đang chuẩn bị đối đầu nhau, mình đã từng nghĩ rằng sự ra đời của Siren-Man là do họ mất đi Titan Speaker-Man vì khi đã biến thành zombie. Hơn nữa, khi mục đích của tộc Speaker-Man khi tự tách ra khỏi liên minh là bởi vì họ muốn tự mình tìm kiếm thuốc chữa virus zombie và tiêu diệt chúng. Chính vì thế, hầu như tất cả chúng ta đều nghĩ rằng khi cùng một lúc đối đầu với Titan Speaker-Man Zombie, Titan mới của tộc Speaker-Man sẽ hợp tác cùng Z-Man để tiêu diệt zombie trước. Thế nhưng Monster Up đã làm cho tất cả chúng ta phải bất ngờ. Khi cuộc chiến xảy ra thật lộn xộn, cả ba nhân vật đánh nhau lẫn lộn, không có một sự hợp tác nào xảy ra. Trong mắt của cả ba nhân vật này, ai cũng đều là kẻ thù. Trong khi cuộc chiến xảy ra, một khung cảnh mà chúng ta cần phải chú ý đến đó chính là thời điểm khi Siren-Man dùng sức mạnh từ cánh tay đấm vào người Titan TV-Man Zombie. Một linh hồn màu xanh đã bị đẩy ra khỏi cơ thể. Sau khi nghe được những lời nói từ linh hồn này, mình thực sự là bất ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Và sau đó anh ta yêu cầu mọi người giết anh ấy, bởi vì anh ấy đã nhận ra cơ thể của anh ấy đã bị lây nhiễm virus. Điều này khiến mình có một số quan điểm rằng tất cả các cơ thể của các nhân vật trong series zombie này, họ đều có một linh hồn tồn tại bên trong nó. Bởi vì nếu còn nhớ trong tập trước, chính hiệp sĩ bí ẩn cũng có một linh hồn màu vàng ở bên trong. Và mặc dù cơ thể đã bị biến thành zombie, nhưng đó chỉ là thân xác bên ngoài. Còn linh hồn bên trong vẫn tỉnh táo, có điều nó không thể điều khiển được cơ thể. Giống như việc tồn tại song song một thế giới thứ ba vậy. Điều này cũng giải đáp thắc mắc của mình rằng, tại sao trong tập trước, khi Titan TV-Man bị biến thành zombie, đã là người của tên bác sĩ này rồi mà hắn ta vẫn nói những lời chia rẽ phe liên minh và thuyết phục Titan TV-Man một lòng theo hắn. Bởi vì có lẽ hắn không muốn chỉ là thể xác mà cả linh hồn của Titan TV-Man cũng là người của hắn. Tiếp tục quay trở lại video, với việc sử dụng lõi X-18, Siren-Man không phải là đối thủ của Z-Man và bị anh ấy đánh trọng thương. Nhưng một khung cảnh khó hiểu xảy ra khi giờ đây cả Titan TV-Man và Siren-Man cùng một lúc lao vào và chỉ tấn công vào Z-Man mà thôi, khiến Z-Man giờ đây đã bị bất lợi lớn. Tại sao Siren-Man lại làm như vậy? Mình đã từng hy vọng Siren-Man là người có thể giúp đỡ phe liên minh. Nhưng khi quan sát diễn biến trận chiến này, mình bắt đầu không có cảm xúc với nhân vật này rồi các bạn ạ. Và rồi Astro Jokener cũng kịp thời quay trở lại, chiến đấu với Siren-Man để Z-Man 1-1 đối đầu với Titan TV-Man. Với thanh kiếm trên tay của mình, Z-Man vẫn hạ gục được Titan TV-Man Zombie. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc thì phần điên rồ nhất đã xảy ra. Khi tên bác sĩ sử dụng nút bấm kích hoạt, biến Titan TV-Man Zombie thành một con quái vật khác, mình thực sự cảm thấy sợ hãi khi quan sát cơ thể của con quái vật này, không biết nó giống con gì nữa các bạn ạ. Một điều đáng buồn nhất trong tập 34 này có lẽ là chính là việc nhân vật Astro bị quái vật zombie TV-Man cắn lây nhiễm. Mặc dù vậy anh ấy vẫn cố gắng giải thoát cho Z-Man, đúng là một nhân vật tuyệt vời. Có vẻ như tộc Astro trong series này là những nhân vật anh hùng và đáng được tôn trọng. Bởi vì trước đây Astro Toilet cũng đã sẵn sàng ở lại chiến đấu để POV lúc đó rời đi an toàn và lên được máy bay. Và tập 34 này cũng vậy, chúng ta nên dành một sự tôn trọng cho họ. Và kết thúc tập 34, chứng kiến một cảnh quay điên rồ hơn khi Z-Man sử dụng sức mạnh để kết hợp với thanh kiếm, tạo ra một nguồn năng lượng cực mạnh giải phóng ra xung quanh. Các nhân vật bị thứ năng lượng này chiếm lấy, nhìn hình ảnh giống như một bộ phim hoạt hình hay một bộ phim anime nào đó. Mặc dù mình chưa từng xem anime bao giờ. Và đó cũng là kết thúc cho tập 34, đồng thời cũng tiếp nối cho tập 35. Với sự giải phóng năng lượng này, một vùng đất phạm vi xung quanh Z-Man đều bị ảnh hưởng. Astro và Titan TV-Man đều giống như bị hóa đá vậy. Có điều Titan TV-Man không dễ dàng chết đến như vậy, anh ta vẫn còn có một số xúc tu bỏ chạy được.
Đối với Jimin, khả năng này mình thực sự không biết gọi đó là gì cả. Nhưng sau khi sử dụng xong, cơ thể của Jimin lại trở về trạng thái kiệt sức và sắp ngất đi. Lúc này hiệp sĩ bí ẩn xuất hiện và qua những lời nói của hiệp sĩ này, chúng ta biết được rằng để sử dụng hiệu quả nhất từ sức mạnh lõi năng lượng X18 thì nên ghép chúng vào một cơ thể robot hoặc súng hoặc là quyền trượng. Và chúng ta cũng biết được rằng bên trong chiếc rìu của hiệp sĩ chứa đựng một lõi năng lượng màu đỏ. Đó là một trong bốn lõi mà trước đây chúng ta đã từng được thấy. Diễn biến tiếp theo càng trở nên hấp dẫn hơn khi hiệp sĩ đưa Plunderman và đồng đội đến một nơi nào đó. Quan sát kỹ thì khi các nhân vật mới này được dịch chuyển đến đây, thì đây chính là căn cứ của phe Skibidi ở các dãy núi, giống như căn cứ ở phiên bản gốc vậy. Bởi vì có những bồn cầu rất to ở vị trí này. Có điều mình vẫn chưa biết Plunderman muốn đến đây để làm gì các bạn ạ. Một điều bất ngờ là nơi này lại có sự xuất hiện của Speaker Woman. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của cô ấy. Trước đây chúng ta đã từng nhìn thấy cô ấy tại căn cứ của tộc Speakerman, nhưng chỉ đi thoáng qua POV lúc đó mà thôi. Và trong lần xuất hiện này, trên người của Speaker Woman bị đánh dấu X màu xanh lá cây. Nếu bạn nào quên thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ. Trong tập 17 khi POV bị đưa ra võ đài, cũng có một nhân vật Speakerman bị đánh dấu X trên người. Thực ra tộc Speakerman không muốn hợp tác với phe Skibidi. Họ muốn tự mình tìm thuốc giải, tự mình tiêu diệt lũ zombie. Chính vì vậy, tất cả những ai muốn đi theo và muốn hợp tác cùng với phe Skibidi đều bị coi là kẻ phản bội và sẽ bị đánh dấu X này trên cơ thể. Tại căn cứ Skibidi này có rất nhiều zombie đang ẩn nấp ở đây. Chúng tấn công đội quân của Plunderman. Họ bắt đầu tháo chạy, nhưng lúc này Plunderman bắt đầu gặp một con robot và nhớ tới lời của hiệp sĩ đã nói rằng năng lượng X18 sẽ dùng tốt nhất khi kết hợp với robot, và anh ta đã ném X18 vào lõi của con robot này. Như ban đầu mình đã nói, con robot này không phải là lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của Monster Up. Thực ra thì mình đã theo dõi Monster Up từ rất lâu, trước khi có cả series Skibidi Zombie này. Từ thời điểm anh ấy còn làm những video fanmade giống với series gốc của Đa Phúc Bom. Hiện tại nếu bạn xem video cũ nhất của anh ấy, chúng ta sẽ thấy hình dạng nhân vật robot này. Nó có hai cánh tay là hai xúc tu, và chắc chắn với việc được kết hợp với lõi X18, nó sẽ trở lên vô cùng tuyệt vời. Và mình còn biết thêm một điều rằng, nhân vật này Monster Up đã lấy ý tưởng từ bộ phim Jack Đại Chiến Người Khổng Lồ. Bộ phim này nếu xem thì thực sự là rất hay các bạn ạ. Không biết đã có bạn nào xem bộ phim này hay chưa? Vậy là tập 35 kết thúc khi Plunderman lém lõi X18 vào con robot hai đầu này. Có lẽ khi nó sống lại sẽ thực sự vô cùng hấp dẫn. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục phân tích nhanh cảnh đặc biệt trong season 10 nha. Chỉ có một cảnh duy nhất khi chúng ta thấy tiến sĩ Skibidi đang ở một nơi nào đó. Ông ta bị tiêm một loại thuốc vào cơ thể. Thứ này phải gọi là virus thì đúng hơn. Và trên ống nghiệm này có dòng chữ mang ý nghĩa bọ cạp. Giờ đây nó bắt đầu xâm nhập vào các mạch máu và lên đầu của tên tiến sĩ. Lúc này điều khiến mình bất ngờ là khi cơ thể con người ban đầu của Jimin xuất hiện. Điều này khiến tiến sĩ cũng bất ngờ theo và tự hỏi rằng đó có phải là Jimin. Nhưng như tất cả chúng ta đều đã biết, thông qua những lời nói của nhân vật Jimin này, hắn ta đã nói rằng chính tiến sĩ đã tạo ra Jimin. Điều này tiết lộ cho chúng ta một thông tin rằng rất có thể trước đây Jimin là con người, sau đó đã đi theo tiến sĩ và ông ấy đã biến Jimin thành Skibidi. Nhưng có điều, khi chứng kiến Jimin tiêm thuốc vào tiến sĩ Skibidi thì bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh giữa Jimin và tên bác sĩ dịch bệnh. Vậy là có vẻ như người đang thực hiện hành động này chính là tên bác sĩ hay chính là nhân vật đa vờ. Rất có thể với trí tuệ thông minh của tiến sĩ, ông ấy vẫn còn một chút ký ức. Nhưng với hành động cuối cùng của bác sĩ dịch hạch, mình nghĩ rằng hắn ta muốn biến đổi tiến sĩ thành một nhân vật quan trọng và có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Mình thực sự đang rất mong chờ để được chứng kiến hình dạng sau khi tiến sĩ biến đổi. Ai cũng mong điều đó, hãy comment dưới phần bình luận nha. Và video phân tích ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Hãy nhớ comment để cho mình và mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.